Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi người dùng hoặc xóa người dùng của khóa AB28A nha. Đầu tiên mình sẽ vào hệ thống cài đặt. Mình bấm 0 thăng, sau đó mình bấm vân tay hoặc mật khẩu admin của mình vào. Mình bấm thăng. Khi đã vào được hệ thống cài đặt thì mình sẽ chọn số 2 là User Setting để thay đổi. Ở đây nó sẽ có hai mục, là mục số 2 là để thay đổi người dùng, mục số 3 là xóa người dùng. Đầu tiên mình sẽ thay đổi người dùng trước, mình chọn số 2. Đây là số ID mà mình muốn thay đổi người dùng. Mình bấm thăng. Sau đó mình sẽ thay đổi vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ mà mình muốn thay đổi vào. Ở đây mình sẽ thay đổi bằng mật khẩu. Mình bấm thăng. Lặp lại một lần nữa. Bấm thăng. Vừa rồi mình đã thay đổi thành công số ID số 10 nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tới mục số 3 là xóa người dùng. Ở đây nó sẽ có 3 mục: xóa bằng ID của người dùng, số 2 là xóa về phần toàn bộ phần vân tay, hoặc là xóa toàn bộ mật khẩu, hoặc là xóa toàn bộ thẻ từ. Số 3 là xóa toàn bộ hết tất cả các hệ thống người dùng mà mình đã cài vào. Thì bây giờ mình sẽ xóa bằng ID trước. Ở đây sẽ có số ID mà mình muốn xóa vào, thì ở đây mình sẽ chọn số ID số 11 nha. Mình bấm thăng. Máy báo successful thì sẽ thành công. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang mục số 2 là xóa toàn bộ cái vân tay mà mình muốn. Xóa toàn bộ vân tay thì mình sẽ bấm fingerprint. Máy báo successful thì đã thành công. Bây giờ mình sẽ thử lại cái vân tay mà hồi nãy mình đã cài bằng người dùng vào để mở cửa. Thì khóa nó đã báo fail, thì lúc này mình đã xóa toàn bộ vân tay thành công.